Vâng, Ngọc Quang xin được test thử cặp loa Bose Mỹ các bác nhá. Đây là cặp loa lời. Vâng, với giá hôm qua em chiên các bác 2,9 triệu. Tới đây thì nó sẽ đắt hơn các bác nhá, đắt hơn vài trăm. Cặp loa cực đẹp. Em chuyển về Lạng Giang. Thư từ Thành Đô. Ngọt lịm các bác ạ. Và như cặp loa lời Ao Kinh em chuẩn bị chuyển đi rất nhiều. Qua miền rừng cao nguyên với anh. Bên rừng bên suối bên đồi đô thành còn vui như ngày xưa. Thích là cái càng này cậy nó rất dễ thôi nha, cậy nó rất lâu dễ. Rồi mà anh chưa về thăm hương. Vâng, các bác thấy cái độ chất lượng của những sản phẩm loa Bose em chuyển theo đường eBay và cái độ mới, độ đẹp của sản phẩm bên Ngọc Quang lựa chọn, tuyển chọn không ạ? Phải nói là cực kỳ là ưng ý các bác nhá. Siêu đẹp, một từ là siêu đẹp, cực kỳ là chất lượng và giá trị. Các bác trưng bày, sưu tầm, nó đẹp mãi mãi các bác nhá. Dòng này nó là vỏ nhựa này. Đấy, thì mà cái độ đẹp như này các bác dùng chắc là mấy chục năm nó vẫn thế này. Các bác chơi những dòng loa bé gọn này các bác biết cái chất âm và biết cách sử dụng thì nó siêu bền. Cứ nói đến hàng xịn, không nhất thiết phải to các bác nhá, bé thôi nhìn nó có võ đấy. Cảm ơn các bác, các anh em. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển này. Trân trọng cảm ơn các bác.